bà nơi tầng bảy thau bà hơi chạm pi ông snu cho đó đó đá sừng thiệt bà chẳng mình mình nên cho lon phê cho tay mà đó bà tạm bật tới bảy thau nên cái chiều cùng bắt tôi mùi sọc ông snu nâng sọc đá sừng bà đang lựa đồng hay chấm nói tỷ pi nâng cái chiều thiên bọt rương bọt lô bora mình bà nào bà anh nhà thọ sọc ông snu dọc này tự tục anh nào hỏi bà thử chân anh ta này này bà nơi khang sọc ông snu nơi khang sọc cà ra tầng nút bà bước sọc đa nhà na xôm chun tờ khang bong nịp bồn dục bà bỏ sọc này bà trong trời nè luật đóm tam phật tới chấm nón chương đa cầm càng nghiệp đặt màu nâng cư ta là o mà tên bà tha ở nhà thơ sọc ông snu là dọc này tiếp tục nào hỏi bà pro chung chặt đây châu không tương chả nè bà riêng ấy đây mình tới hàm khoát bà hỏi mua là hai ấy đây mình tới hàm khoát hay mua là hai ấy để tiếp tục anh bị chặn dần bà chúng bắt nơi ai sọc ông snu có đôi chỉ nơi sọc cần đặt tương bạn ri ca hỏi có đôi chỉ cầm tu thiền âm bạn cho tập đặt vô rút hiệp bà khơi thả đây đại cầm chuôi chạm nó mới được bảo cái chạm ở chỉ cua cả hóm bà bạn to mắc cái chạm thầm mỏ bị lứa bà cứ chạm pi đầm bon cái đó pi đầm bon phun sải sạch cái chạm trên bị phun sải sạch nếu không khum cầm mặc cát sọc ong snuol bà cái chạm hia mộc châu đó đây sọc cả đá sừng bà sọc cả đá sừng nó cứ nơi tô mộc phun prey prasat bà không đàm rư bà chân bàn thì tháp pi nó đập bắn rồi một tôi cho kia bà hai bữa chưa bữa đó bàn thì cả tha cầm chuôi để chạm nút cứ bàn chạm cho không stun break nó chuyên bẹt đà thôi lôi cho chuyên bẹt đà bà khơi hay cho nó sọc cả đà stun bà khơi như rút hiệp bao bao phần bà nâng nên sọc tui bẹt phật stun nên sọc tui này chân bữa chưa bữa đó sẽ nổ po tha bà sân chỉ bẹt đá cứ chuôi chạm nên sọc stun sọc tui bẹt phật bây giờ đọc bây giờ thưa ai trái rút ở bàn là ó, chỉ nó tập hâu bằng bàn là ó bà. Thôi, đây trái bàn chung mùi rồi nộp vô bà. Chân khi mình đăng thác cơm hôn nà tì, bằng tay cơm hôn nó hạ bệnh đôi chìa ọt khơi nhà thô, sẽ mặt cách chọc từng hàm khó tì bà. Thôi, cơm chung mùi nó bàn chạy chi mực hai hai lùi bà đá mực hai hai chiếc mực hai hai dương mơ nó tất hiệp nóng rút khứ thà chạy lôi cho chiếc bẹc đá sân bệnh nào bà, mơ rút hiệp Google bà bà, nó ngồi nộp cái thọt mà bà lõ này bà chân hai bàn tha kê sửa nộp bồn chế thả ta lục áp bị bà sọc ong snuol rước cơ lục mê khung căng mà cắt dùng ngay cả tục nào hai bà bàn mình mơ nâng rưng nâng chân lục bà rưng nâng viên chân chân bàn tha bà tốt bì sầm mốt mà đo tà lê thiệt bà mà đo tà lê đo tầng hai prej tiệt tầng hai prej prej thnao tà nế bà sân prej thnao bà sân prej thnao chân là lưu tu hiàng nà xong rồi mình trai bẹp bọn nó thất nó không khai cả đá thật á khai cả đá từng pi bà ở kháng sọc ong snu của khai cả đá sọc cả đá sưng của khai cả đá này dân ca cục rơ rồi bò cho bài khai bà có trong ca cục rơ rồi bò ai đâm mạng thường ơ sấy mạng phí rôn mạng phí rôn bà chân xong rồi ai đâm mê ta bà mê ta bà prenet bà prenet bà rồi ok hả lời phỏ miền đi tao nhập đăng thả chia cho mua nắng nè miền nam nãy cái thứ gì mà đại trạm lục âu sừng mà cái bạc chôm máu cái tha nè miền nam nãy thôi chỉ câu nè thôm điện wow nắng á cầm hồn nắng á bà bàn tay cái bạc chôm hai bà con đặt chôm mình ở bên cạnh chú đi nhôm tục ao ở nhà thuộc hẹt bà đại miền trở vải hẹt bao kê bà lúc hẹt thì mui mui đi đào thảo ba bậc cô đại nhà sắc ao hôi chẳng dương cầm lúc đây hướng ca nghĩa bọc hết dương còn đập chút bỏ miền này chút bỏ miền đó ba lúc chụp máy hết chặt cá rồi lúc chụp máy sốc mình chặt cá chỉ đưa bỏ luôn ba bực tức và đau ở muôn cái chạm vô stung cái chạm tới của stung nó mình bỏ mai ở dương nè bỏ mai ở dương hoa dương thì ở kia nè mình tạm bỏ mai cho muôn dương về ở chân tới của stung dương đang hao gì nước nông rót thò mà nói cứ bán chay chứ ba mình bọc cô nam mà nè ai rồng lục vô với chỉ cầm sơn bàn tê cho hướng ấy muôn nó ấy có bờ hơn mày bà nâng rồi cô an cô nè thùng bà cái này dễ chẳng cái thằng an cô nè thùng bà. Chẳng chở máy sọc tăng pi nó cứ mình hiến đi thôi mà sao mạnh cho mặt đất cầm bậc xa khung bà cái cầm bậc xa khung đào rứa nè bà cầm bậc xa khung đào rứa năm nay từng quỳ sực cọp mớ rồi đó thiên thời tê thuộc cái chạm bị sọc on sưu màu bà chạm sọc on sưu màu bị châu nông sọc đá sen mà khoát đài bà chẳng cầm bậc xa khung của bạn quỳ mớ có đang hàm kì mạch tê
ពួកគាត់អត់មានអីទៅហាមផងគាត់ទូចពេកចា៎បើថាដាវគាត់ស្ដើងពេកបាទតែដាវស្ដើងឯងដាវនឹងអត់មុតហ្មងបាទកាប់មិនមុតទេបាទឯដាវរបស់គាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាដែលគាត់ទៅមើលហ្នឹងណាបាទក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅម្ដុំម្ដុំហ្នឹងណាបាទគ្រាន់តែបានត្រូវមើលទេបាទថ្ងៃណាមួយគេចាក់ស្ទឹងនឹងកប់លុបបាត់អស់ទៅយ៉ាងមើលទឹកចំនួនមកមួយសាទៀតព្រោះស្ទឹងប្រែកនេះគឺជាប្រព័ន្ធទឹកមួយដែលធ្វើឲ្យរំដោះពកទឹកទឹកចេញបាទបាទកុំឲ្យចាល់វាមានការលំហូររបស់វាទៅតាមទីកន្លែងមានអីវាត្រូវទៅទឹកហើយដល់ពេលយើងយកដីមកចាក់ស្ទឹងចាក់ប្រែកអញ្ចឹងទឹកមិនដឹងទៅណាទេមានស្ទះលេចស្ទះម្ដងនោះអស់ទៀតបន្តិចទៀតទេបើអភិវឌ្ឍក៏អភិវឌ្ឍទៅប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របទៅតាមការងារដែលរំហូរទឹកនឹងខាងណាកុំឲ្យថារឿងបង្កអស់វាអភិវឌ្ឍរួចហើយឥឡូវពងរំដោះទឹកវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរួចអស់ឥឡូវវាចូលដល់ទំនប់កប់ស្រូវទៀតណាបាទលោកយីតាមានដឹងទេខ្ញុំឃើញឥឡូវឈ្មោះចាក់ទំនប់នោះមកចាក់ពីប្រេកភ្នៅបាទពីប្រេកភ្នៅរហូតទៅដល់ផ្លូវទៅប្រសិទ្ធនោះហេអានឹងគេចាក់ធ្វើផ្លូវរបស់ក្បាត់ក្រុងទៅបាទប៉ុន្តែទោះបីធ្វើផ្លូវយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវមានលូវាត្រូវមានឲ្យមានលូចេញចូលតែនិយាយចឹងណាបន្តនេះអត់ឃើញតែប៉ិតគេធ្វើទ្វារទឹកតែប៉ិនធ្វើអត់ទាន់ហើយអត់ទាន់ហើយបាទអត់ទាន់ហើយឃើញຕົកតែមួយឯងឥឡូវឃើញຕົកតែមួយឯងຕົកមួយឡៃហ្នឹងទេតូចពេកតែប៉ិនគួរបាក់បាក់បាន3ប្រឡោះឯនោះបាទ3ប្រឡោះទៅ4ប្រឡោះឆ្ងាយណាស់ណាបាទព្រោះផ្លូវហ្នឹងឃើញថាវែងប៉ុន្តែឮថាគេមកវិនិយោគមិនមែនធ្វើផ្លូវទេណាបាទឮគេថាគេនឹងមកវិនិយោគដល់មកខាងស្ទឹងហ្នឹងតនុបកប់ត្រូវនឹងមកខាងនឹងមកជួងកាលអាចចេះបំពោគេលើកតនុបនឹងសិនដល់ពេលលើកតនុបបានហើយគេចាក់អាដីនៅអាដីស្ទឹងអាដីបឹងដែលនៅសល់គេចាក់យកបណ្ដោយចាក់យកបណ្ដោយហ្នឹងបើអាចចឹងបាទហើយចឹងលោកអដាមមានប្រសាសន៍មិនខ្ញុំនៅចាំប្រជាជននៅឯឃុំដើមរឹសនឹងក៏ដូចជាអ្នកនៅស្រុកអង្គស្រួលគាត់បានទូរស័ព្ទមកដែរគាត់ថាត្រូវណាស់លោកព្រោះថាបើសិនជាឲ្យឈ្មោះចាក់ដីលុបស្ទឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យស្ទឹងនៅទូចអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងវាច្រាលទៅភូមិកររបស់គាត់បាទធ្វើឲ្យលិចផ្ទះសំបានផ្លិចផ្លូវរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងពេលទឹកឡើងគឺអាចច្រាលទៅហើយព្រោះធម្មតាពីមុនមុខផ្លូវទឹកវាធំដល់ពេលឥឡូវផ្លូវទឹកវាដល់ទូចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងច្រាលឡើងគូបាទបាទលិចភូមិកររបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅទូចហើយទៅទូចទៀតសូមឲ្យលោកអបាស្រុកទាំងពីរសហការគ្នាទៅមើលជាពិសេសលោកអបាខេតមេតាទៅមើលបាទព្រោះនេះគឺជាមិនមែនជាកិច្ចការលេងសើចទេបាទបើយើងនៅតែបដោយគឺចាក់យកអស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាចឲ្យការចេញបានគួរតែឲ្យការចេញវិញបាទយើងធ្វើដូចមានសំឡងអីឡុងឈិនណាឡុងឈិនប្រឹបបន្តិចចោលកាយដៃឡើងវិញទៀតបាទដើម្បីរក្សាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចធ្វើបានដូចគ្នាធ្វើបានបាទអបអបសាទរនៅអញ្ចឹងសូមអបអបសាទរទុកជាមុនចុះបាទបើសិនជាលោកអបាខេតកដាលធ្វើអញ្ចឹងបានមែនណាបាទអបប្រជាជននៅទីស្រុកហ្នឹងហើយក្នុងស្រុកនឹងខេតគឺផ្ទះដៃអបអសាទរបន្តឲ្យលោកដឹកនាំមកល្អទៀតបាទ